về lớp tham gia giải S5 mở rộng tập 1. Đồng đội ơi, mọi người sao vậy? Hello anh em, cái giải này diễn ra thì cũng gần nhà vợ, sẵn tiện qua đá giải xong chở vợ con qua ngoại luôn, một công đôi việc. Xong bắt đầu mình đi đá cũng gần nữa, xong rồi thì mình sẽ di chuyển xuống sân. Và trong cái lúc chuẩn bị đồ đạc thì mình sẽ nói sơ qua về giải để anh em dễ hình dung ra được cái giải này diễn ra như thế nào. Giải này sẽ diễn ra ở xã E Tam, bao gồm 6 đội và đại diện cho các xã lân cận tham gia. Đội đầu tiên FC anh em đại diện cho chủ sân, đội thứ hai FC Hà Bắc đại diện cho E Đá, đội thứ ba FC E Tân là đội của mình ấy, đội thứ tư FC E Búc là nhà của vợ mình luôn, đội thứ năm Cư Cư Long. Cuối cùng, một chấp giải sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày rưỡi và các đội sẽ đá vòng tròn với nhau và mỗi đội sẽ có 5 trận. Để mà chia sẻ thật với anh em thì 6 đội mà làm đến ngày thứ 3 nó quá rườm rà, chỉ cần chia thành 2 bảng. Ngày đầu đã xong vòng bảng, ngày hôm sau đá bán kết chung kết là xong, kết thúc trong vòng 2 ngày. Với cả nó đỡ mất công mất việc nữa, lôi nhau qua tận ngày thứ 3. Mấy anh em đội mình thì nhà xa cách chắc tầm khoảng 30 cây. Sáng nay đội mình có lượt trận đầu tiên đối đầu với FC Abuk và vẫn là combo quen thuộc mình lựa chọn cho sân Nam, giày Zoma Top Flex DIC và bó gối LH V4. Được cái thì ban tổ chức giải cũng chắc bắt nộp tiền xong thì mới đá. Lệ phí tham gia giải sẽ là 1,5 triệu, thêm 100k tiền thẻ là tổng là 1,6 triệu. Không biết giải nhất đem về bao nhiêu mà tổng 6 đội đóng vào là 9 củ rồi anh em nhé. Đoạn này là cọc trước 500 rồi, chỉ đóng vào 1,1 triệu thôi. Em 1,1 triệu thôi bạn. Giờ thì bảo vệ cổ tay, sau đó vào chiến thôi. Kể cả sân 5 hay sân 7 thì bảo vệ cổ tay thì mình vẫn dùng một loại băng keo răng cưa cốt tông này thôi. Một cuộn thì 50k nhưng mà dùng được rất là lâu. Sân 5 thì sẽ tốn keo hơn, mình sẽ quấn khoảng 2 vòng và 2 lớp. Còn sân 7 thì mình chỉ quấn 1 vòng thôi. Bảo vệ cổ tay cực kỳ quan trọng đây anh em nhé, không phải làm màu đâu. Cuối cùng, khâu quan trọng cũng không kém, chuẩn bị máy quay để quay lại những thước phim về úp lên cho anh em xem. Xuống sân, khởi động tí rau tí bún, làm màu tí rồi vào bác. Ok, anh em cùng theo dõi lại một vài tình huống hay trong trận đấu này với mình nhé. Khởi đầu thuận lợi, trận trước đội bạn với 2 bàn, nhưng ngay sau đó thì đội bạn đã có bàn thắng giúp đạt tỷ số còn 2-1. Tiếp theo, trong một tình huống chuyền thiếu lực của đồng đội, đội bạn cướp được bóng và có ngay một tình huống phản công sắc bén đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Trở lại hiệp 2, lại một tình huống đồng đội mình mất bóng ở ngay sân nhà. Và kết quả thì anh em biết rồi đấy, chắn bóng thất bại đến từ vị trí của Hồng Sơn Nhà Cao. Tỷ số hiện tại đã là 3-2. Trong một tình huống phạm lỗi nhạy cảm, đội mình đã đôi co với trọng tài, quá thiếu kinh nghiệm và đội bạn đã có ngay một tình huống đá phạt nhanh, chớp lấy cơ hội ghi bàn lưới của đội mình. Phản xạ xuất thần này của mình cũng không thể đem về chiến thắng cho đồng đội. Và cuối cùng, tiếng còi kết thúc trận đấu đã chính thức được vang lên, đội mình thua với tỷ số 3-4. Nhà của đội mình khá là xa, giờ khoảng tầm gần 30 cây. Anh em sẽ kiếm chỗ ăn trưa ở gần sân luôn. Thôi thì bỏ qua cái đoạn lằng nhằng ở giữa đi, anh em cùng đến với trận thi đấu chiều nay luôn. Đội mình sẽ đối đầu với FC Hà Bắc đại diện cho E Đá. Chiều nay đội mình có sự bổ sung cực kỳ quan trọng, hậu vệ Đình Quế đã có mặt để bổ sung sự chắc chắn cho hàng. Chiều anh em ra sân thì cái thể trạng và cái độ quen sân đã mượt mà hơn rồi. Kết thúc hiệp 1 thì đội mình vẫn đang dẫn trước với tỷ số 2-0, tỷ số khá là ổn. Thắng 3 quả. Trong một pha lộn xộn, đội bạn có bàn thắng giúp đánh cách biệt còn 3-1. Ok,
Một tình huống quá thiếu tập trung của Hồng Sơn GK. Kết thúc trận đấu, đội mình thuận lợi có 3 điểm đầu tiên trong giải và cũng là bước đệm cực kỳ lớn của đội mình trong giải này. Ra đi, về tắm rửa ngủ nghỉ rồi chuẩn bị chinh chiến cho ngày mai thế nào? The next day. Buổi chiều hôm trước thì anh em đội mình đi về nhà, sáng hôm nay thì mới qua lại, còn mình thì ngủ lại bên ngoại luôn. Nhà ngoại thì gần sân, cách khoảng tầm 5 km thôi. Ăn sáng xong xuôi rồi, tranh thủ làm ly cà phê cho tỉnh táo. Sáng hôm qua thì mình cũng đã mua một ly ở đây rồi, khá là ngon. Nhưng mà hôm qua có anh khác bán cho mình là 12.000, mấy chị chủ quán bán 10.000. Hình như hôm qua mình bị lỗ 2.000 anh em ạ. Giờ thì phi xuống sân thôi, phút 1 là đến thôi mà. Trước thì mình hay uống sữa Sài Gòn, bữa nay chuyển co đen luôn cho đỡ béo. Ok, mình sẽ không quay khâu chuẩn bị nữa. Anh em cùng theo dõi lại một vài tình huống hay trong trận đấu này với mình luôn nhé. Trận này đội mình sẽ đối đầu với FC Cư Cà Long. Khởi đầu trận đấu thì cũng khá là thuận lợi, đội mình có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Trong một tình huống lại thiếu kinh nghiệm của những đồng đội, đội bạn cột dây dày nhưng mà chưa có còi, trận đấu thì vẫn tiếp tục và đội mình lại dừng lại hết rồi. Kết quả thì anh em thấy rồi đấy, tình huống ghi bàn của đội mình khá xa nên mình không quay lại, mình chỉ ghi những tình huống ở trong gôn mình thôi. Sau bàn thua này thì đội mình vẫn dẫn trước với tỷ số 3-2 nhé, và tình huống này cũng là tình huống khép lại hiệp 1 luôn, kết thúc với tỷ số 3-2. Hiệp 2 thì mình sẽ để gôn dự bị của đội mình vào bắt, mình không bắt được, chán rồi, không có gì thay đổi, đội mình tiếp tục có được 3 điểm. Và chiều nay mình sẽ đối đầu với FC anh em, đội chủ sân. Đây là buổi trưa, anh em cơm nước xong đi nghỉ ngơi. Chiều nay mình không bắt nên mình mới uống nước dừa. Còn anh em nào mà chơi thể thao thì không nên uống nước dừa nhé. Thôi, mình sẽ chia sẻ kết quả ở đây luôn để khép lại cái hành trình vlog lần này. Trận này đội mình thua và không có cửa để vô địch nữa. Sáng ngày mai mình còn một trận nữa, vẫn mặc đồ như của anh em đàng hoàng. Và nếu như cái trận sáng ngày mai đội mình thắng với tỷ số 2-0 trở lên thì đội mình sẽ được giải nhì. The next day. Sáng ngày hôm sau thì mình đã có mặt ở sân để cổ vũ cho anh em rồi. Và kết quả là đội mình chật vật với có được 1 điểm của trận này. Kết thúc giải đấu quá kém thành công với 7 điểm. Và vẫn có giải anh em nhá, giải khuyến khích. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi anh tận đây. Không được tấm huân chương là đem về. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những vlog tiếp theo.